Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 10 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, thảm họa sạt lở đất và dòng chảy mảnh vỡ trên sông Nuyang ở Vân Nam đã khiến 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Vào khoảng 1 giờ sáng, một thảm họa sạt lở đất và dòng chảy đá vụn đã xảy ra gần văn phòng quản lý đường cao tốc của huyện Gongshan, khu tự trị Nuyang Lisu, tỉnh Vân Nam. Tổng cộng có 6 người mất liên lạc, 2 điểm sửa chữa ô tô, bãi tái chế sắt vụn, 2 ô tô bị vùi lấp, trạm thủy văn bị cuốn trôi, hư hỏng một số nhà dân của trụ sở quản lý đường cao tốc. Theo Sở Chỉ huy Cấp cứu Thảm họa Thiên tai Lở đất sông Đu Long, tính đến 7 giờ ngày hôm sau, đội tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy 2 nạn nhân tại địa điểm xảy ra thảm họa. Sau thảm họa, tỉnh tự trị Nuyang Lisu, nơi có thị trấn Đu Long Giang, đã tổ chức một lực lượng cứu hộ gồm 200 người và 14 máy móc để tìm kiếm và cứu hộ những người mất liên lạc với dòng chảy đất đá và mảnh vỡ ở thị trấn Đu Long Giang và thực hiện công tác cứu hộ, cứu trợ thiên tai. Thảm họa ở thị trấn Đu Long Giang hoạt động cơ giới ít, đòi hỏi nhiều thao tác phải thực hiện thủ công. Ngoài ra, tại khu vực xảy ra thảm họa có nhiều điểm sạt lở, thời tiết mưa liên tục, đường trơn trượt khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ đã sử dụng máy dò sự sống, thiết bị chụp ảnh nhiệt và các thiết bị khác để phối hợp với chó nghiệp vụ tìm kiếm và cứu nạn thủ công để giải cứu những người mất tích. Các Sở Tài nguyên Thiên nhiên và Khẩn cấp tỉnh, quận, huyện tiến hành điều tra, giám sát và cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn tiềm ẩn trong các khu vực thiên tai. Bộ đã nỗ lực hết sức để đảm bảo sự thông suốt của đường cao tốc Đu Long Giang, đảm bảo vững chắc cho việc giải cứu nhanh chóng và hiệu quả những người mất tích, cũng như công tác cứu hộ và cứu trợ thiên tai. Theo thống kê sơ bộ, thảm họa sạt lở đất và dòng chảy đá vụn tại thị trấn Đu Long Giang đã khiến 2 điểm sửa chữa ô tô và 1 điểm tái chế sắt vụn bị vùi lấp, một trạm thủy văn bị cuốn trôi, một số ngôi nhà của văn phòng quản lý đường cao tốc Đu Long Giang có 68 người di chuyển để tránh nguy hiểm, 4 người mất liên lạc và 2 người thiệt mạng, ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 48,655 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, đường từ huyện Công Sơn đến nơi xảy ra thảm họa ở thị trấn Đu Long Giang về cơ bản vẫn bình thường. Thị trấn Đu Long Giang có đầy đủ ngũ cốc, dầu, rau và quần áo khẩn cấp, nước uống và thông tin liên lạc vẫn bình thường. Nguồn điện cơ bản được khôi phục, sản xuất và trật tự sinh hoạt của quần chúng được ổn định. Thưa quý vị, một thảm họa dòng chảy mảnh vỡ nữa cũng đã xảy ra ở Mangsi, Vân Nam, khiến một người chết và 2 người mất tích. Phóng viên được biết từ trụ sở điều hành lũ lụt và cứu trợ hạn hán của Mangsi, tỉnh Đê Hồng, tỉnh Vân Nam cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng, một thảm họa tự nhiên do dòng chảy đá vụn đã xảy ra từ con phố nhỏ ở thị trấn Trung Sơn, Mangsi đến ủy ban làng Mung Chepo. Cách đó 2 km, đường bị phong tỏa, một số ruộng lúa và lán ở hạ lưu bị ngập, khiến 3 người mất liên lạc. Trụ sở khẩn cấp thảm họa địa chất tỉnh Đê Hồng và trụ sở cứu trợ hạn hán và lũ lụt thành phố ngay lập tức phát động ứng phó 3 cấp, đồng thời tổ chức khẩn cấp cứu hộ các ban ngành như giao thông vận tải, tài nguyên thiên nhiên, y tế và các bộ phận khác khẩn trương đến hiện trường để thực hiện tìm kiếm và công tác cứu hộ. Đến 14 giờ 3 phút, lực lượng cứu hộ tìm thấy một người mất tích, nhưng anh ta đã thiệt mạng. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và giám định thiên tai, 2 người còn lại đang được tiến hành. Một dòng chảy mảnh vỡ khác cũng xảy ra ở thị trấn Trung Sơn, thành phố Mang, tỉnh Vân Nam. 3 người mất liên lạc. Theo dự báo từ West China Metropolitan Daily và Tianfu Morning Post hôm qua, mực nước ở thượng nguồn đập của sông Dadu đã giảm đáng kể, làm giảm thêm mối đe dọa đối với cư dân dọc sông. Tuy nhiên, việc nổ tung thân đập ở sông Dadu ban đầu được lên kế hoạch cho ngày 9 tháng 9 đã bị hoãn lại khi các chuyên gia địa chất phát hiện ra những mối nguy hiểm trong khi điều tra ngọn núi bị sập. Ngoài ra, trong ngày 9 tháng 9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 cốt của nạn nhân đầu tiên. Sáng ngày 9 tháng 9, trời mưa rất to ở Hanyuan. Đến 8 giờ 30 phút, hơn 100 cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang đã đưa xuồng xung kích đến đoạn đập chắn sông Dadu, mang theo giàn khoan gió và máy phát điện để đào hố nổ. Do khối đá rắn nên tiến độ khai quật bị chậm. Ngoài ra, dưới tác động của mưa lớn, sạt lở đất đá liên tục xuất hiện gần các tảng đá sập, đe dọa sự an toàn của lực lượng cảnh sát vũ trang. Vì lý do an toàn,
khoảng 11 giờ trưa ngày 10 tháng 9, chỉ huy đã quyết định tạm dừng việc đào hố nổ và đưa ra phương án ứng cứu khoa học, hợp lý sau khi được các chuyên gia địa chất điều tra, nghiên cứu kỹ hơn tại hiện trường. Được biết, tính đến thời điểm đình chỉ thi công, cảnh sát vũ trang đã đào 6 hố nổ trên phần thân đập. Hôm 9 tháng 9 là ngày thứ 3 của vụ sập Monkey Rock và chính quyền quận Hanyuan đã tăng cường tìm kiếm người mất tích. Theo người có liên quan phụ trách phòng lực lượng vũ trang huyện Hanyuan, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 9, một nhóm nhân viên tìm kiếm và cứu nạn đã tìm thấy một thi thể nạn nhân đầy vết sẹo ở gần hạ lưu cầu Jiatu, cách Monkey Rock 10 km. Cơ quan chính quyền huyện Hanyuan ngay lập tức thông báo cho gia đình của những người mất tích để xác định danh tính. Nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã thu hồi được một chiếc điện thoại di động của nạn nhân. Sau khi sửa chữa, người ta thấy rằng có rất nhiều ảnh được lưu giữ trong điện thoại. Qua những bức ảnh này và vết sẹo trên chân phải của nạn nhân, gia đình nạn nhân nhanh chóng xác nhận người chết là nam giới, quê ở làng Yanjiang, thị trấn Xiamian, huyện Xiamian, tên là Yu Jingheng. Yu Jingheng trở thành nạn nhân đầu tiên trong số 29 người mất tích được tìm thấy. Người có liên quan phụ trách đội tìm kiếm cứu nạn cho biết họ sẽ tăng cường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn để tìm kiếm tung tích của những người mất tích khác trong thời gian sớm nhất. Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 9 tháng 9, một nhóm các thành viên nhóm CDC từ CDC quận Hanyuan đã vội vã đến làng Wanchang, thị trấn Guanggong, quận Hanyuan và 4 nhân viên CDC bắt đầu khử trùng bờ biển. Lu He thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh huyện Hanyuan cho biết, việc này nhằm khử trùng mặt đường tiếp xúc để ngăn ngừa sự xuất hiện của các dịch bệnh sau thảm họa. Từ hôm 9 tháng 9, Trung tâm đã cử 2 đội kiểm soát dịch bệnh tiến hành khử trùng tiêu độc dọc hai bên bờ eo biển. Các cơ sở giết mổ, trang trại chăn nuôi ban đầu đều là những địa bàn trọng điểm phòng chống dịch. Rock cho biết ngay sau khi mực nước giảm một phần, họ sẽ đến khử trùng cho đến khi hết nước. Tại cuộc họp báo lần thứ 3 diễn ra tối ngày 9 tháng 9, Sumeya, bí thư thành ủy Yanjiang tiết lộ rằng bắt đầu từ ngày 10 tháng 9, kết quả tìm kiếm người mất tích sẽ tốt hơn ngày 9 tháng 9. Đối với thân nhân, bạn bè của các nạn nhân và những người mất tích đã khẩn trương đến huyện Hanyuan, trụ sở đã thiết lập một trạm tiếp nhận để bố trí nơi ăn, ở cho họ. Vào khoảng 7 giờ 10 phút tối ngày 9 tháng 9, sau hai âm thanh bị bóp nghẹt, mối nguy hiểm do thảm họa sập núi ở huyện Hanyuan, thành phố Yanjian, Tứ Xuyên, khối đá đã được loại bỏ thành công bằng cách cho nổ mìn. Đây là chiến thắng đầu tiên trong trận chiến đầu tiên của công việc loại bỏ khối đá nguy hiểm đối với thảm họa địa chất sập núi cao ở Hanyuan. Phóng viên được biết có 2 người thiệt mạng, 18 người bị thương, trong đó có 9 người bị thương nặng, 29 người mất tích. Thảm họa cũng khiến 147 ngôi nhà và 1.774 hecta đất nông nghiệp ở thượng nguồn bị nhấn chìm và hơn 7.000 cư dân đã phải chuyển đi. Hầu hết những người thương vong và mất tích trong thảm họa này là hành khách đi chuyến tàu K-117 từ Bắc Kinh đến Panjinghua. Các nạn nhân tạm ổn và không còn nguy hiểm để tính mạng. Theo Su Menya, bí thư thành ủy Yanjiang kiêm giám đốc Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân thành phố, nguyên nhân của vụ tai nạn là núi bị sạt lở do động đất, sự sụp đổ và trượt lở xảy ra dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn, mưa nhiều ngày. Do núi bị sạt lở, 3 khối đá nguy hiểm còn sót lại trên đỉnh và hai bên sườn núi bị sạt lở với khối lượng hơn 100.000 mét khối, như quả bom hẹn giờ luôn đe dọa an toàn tỉnh lộ 306. Su Menya giới thiệu, hồ đập hình thành trên sông Dadu có cấu trúc tương đối lỏng lẻo. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 9, hồ đập bắt đầu xả ra khỏi đập. Dưới tác động của dòng nước cực lớn, diện tích vỡ ngày càng lớn. Các chuyên gia liên quan từ Sở Tài nguyên Đất đai tỉnh Tứ Xuyên và Sở Tài nguyên nước đã khẩn trương đến hiện trường trong đêm. Sau khi hội ý, họ đã cho nổ khối đất đá nguy hiểm ở phía bên phải của khối đá bị sập. Phóng viên tìm hiểu từ Sở Chỉ huy Tiền Phương, sau khi các nhân viên cứu hộ, cứu trợ leo lên đỉnh núi lần đầu tiên, họ nhận thấy ngọn núi vẫn tiềm ẩn nguy cơ có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ lưu sông Dadu, kế hoạch nổ mìn và dỡ bỏ chướng ngại vật dự kiến ban đầu từ 5 đến 6 giờ chiều cùng ngày đã được hoãn lại. Việc nổ mìn sẽ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Theo bản tin tin tức phát thanh truyền hình Trung ương của Đài Tiếng Nói Trung Quốc lúc 9 giờ 38 phút, núi đá khỉ bị sập ở huyện Hanyuan, tỉnh Tứ Xuyên, làm 2 người chết, 29 người mất tích và sông Dadu bị chặn. Vì vậy, việc tắc nghẽn sẽ bị ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân thượng nguồn và hạ lưu. Do ngọn núi vẫn có khả năng tiếp tục sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ cứu nạn và việc khôi phục giao thông tại chỗ,
nên Bộ Tư lệnh Tiền phương đã tiến hành nổ lần thứ hai vào tảng đá hiểm trở của ngọn núi lúc 7 giờ 43 phút đêm ngày 9 tháng 9, đạt được kết quả như mục tiêu mong đợi. Đài tiếng nói Trung Quốc đã liên lạc với He Yu, phóng viên từ Yayan, Tứ Xuyên để tìm hiểu về tình hình mới nhất trên sông Dadu. Ngày 10 tháng 9, trên thượng nguồn hồ đập có mưa to, đề phòng mực nước hồ đập dâng cao gây nguy hại đến tính mạng, tài sản của người dân vùng thượng lưu và ở hạ lưu, thân đập của hồ bị ngăn thành đập ở sông Dadu phải được cho nổ lại. Tuy nhiên, do môi trường xung quanh phức tạp, thời tiết bất thường và nhiều yếu tố khác, vấn đề này luôn xoay vần bởi những nguy hiểm mới luôn xảy ra trên núi đá khỉ phía trên vị trí tắc nghẽn, nên việc nổ mìn đã bị hoãn 3 lần liên tiếp. Sở chỉ huy cũng liên tục điều chỉnh thời gian và kế hoạch nổ mìn. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho nổ mìn phần thân bị chặn đã hoàn tất. Theo yêu cầu của sở chỉ huy, việc nổ mìn sơ bộ đã được tiến hành trên những tảng đá nhỏ hơn. Những tảng đá trên thân bị chặn phải được khoan bằng máy chuyên nghiệp, máy nổ lỗ. Các kỹ sư đã đào hơn 20 hố nổ xung quanh phần thân bị chặn và rất nhiều công việc sơ bộ đã được chọn thực hiện cho đến nay và phần thân bị tắc nghẽn sẽ lần lượt được cho nổ. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.